Trong số 36 nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua tại kỳ họp lần này, có nghị quyết quy định mức đóng học phí đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2024-2025. Đây là nghị quyết quan trọng thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà. Tôi rất là mừng khi Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra cái nghị quyết về mức học phí thu chi cho các trường mầm non công lập, trường mầm non tư thục và các nhóm lớp tư thục. Cái nghị quyết này đã giúp cho các chủ nhóm lớp, các trường mầm non thuận lợi trong việc thu chi trong công tác dạy và học. Nghị quyết về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh là một trong những nghị quyết tạo sự phấn khởi cho nhiều người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Gia đình chúng tôi rất khó khăn, không đủ tiền để mua bảo hiểm y tế, nên được biết lần này có nghị quyết hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những trường hợp khó khăn, nên chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Nhà tôi khó khăn, không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Nay Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tôi sẽ tích góp tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế. Có thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp ốm đau đi bệnh viện sẽ đỡ khó khăn hơn. Không chỉ là những nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, đời sống của cán bộ và nhân dân, những nghị quyết liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đã được thông qua tại kỳ họp lần này. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về điều chỉnh vốn dự toán sự nghiệp còn lại năm 2022-2023 chuyển sang 2024 và điều chỉnh vốn năm 2024 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhận được sự đồng tình cao của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân. Bởi đây là cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Qua theo dõi kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 thì có cái nghị quyết điều chỉnh các cái nguồn vốn sự nghiệp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2022-23 sang năm 2024 và điều chỉnh một số cái danh mục trong năm 2024. Thì bản thân tôi thì qua theo dõi kỳ họp thì tôi thấy đây là một trong những cái nghị quyết mà nó hết sức là hợp tình, hợp lý đối với các địa phương. Qua đó thì tạo điều kiện cho các địa phương để mà phát triển kinh tế cũng như sử dụng các cái nguồn vốn đúng mục đích để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, rồi giúp cho người dân có thêm công ăn việc làm. Và qua đó để mà phát triển, đặc biệt đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rất vui khi được biết kỳ họp lần này Hội đồng Nhân dân đưa ra nghị quyết về điều chỉnh vốn dự toán sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết lần này đã tạo thuận lợi cũng như động lực để các địa phương xã chúng tôi phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là những cái xã như vùng sâu, vùng xa chúng tôi. Cùng với đó, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn, nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung quy định quản lý và sử dụng tài sản gắn liền với đất cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình chính sách được vay từ nguồn ngân sách của địa phương, tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn có điều kiện về cái nguồn vốn được vay để mà mua phân bón, cây giống, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Về vấn đề về hỗ trợ người dân giải quyết vấn đề về cái sử dụng làm giấy tờ quyền sử dụng đất và cái về chuyển quyền sử dụng đất thì đây là một nghị quyết mới và cũng đem lại nhiều cái lợi ích cho nhân dân, mà trong hiện nay thì nhân dân rất là quan tâm trong cái vấn đề này, nên đây là một cái nghị quyết mà hết sức thiết thực và đáp ứng được cái lòng mong muốn của nhân dân.
với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 cùng các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua tại kỳ họp thứ 19. Cử tri và nhân dân tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo đà thắng lợi cho cả năm 2024 và những năm tiếp theo.